Ngày 24 tháng 5, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Huỳnh Như đã có buổi phỏng vấn với tờ VN Express. Tham gia cùng với cô còn có huấn luyện viên Mai Đức Chung và cơ lốc đường biên Thành Nhã. Đây là những người đã góp công lớn đem về tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ tại SEA Games 32 vừa qua. Huỳnh Như đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Lanh FC của Bồ Đào Nha và đã có khoảng thời gian ăn tập đủ lâu để nhìn ra một vài sự khác biệt giữa nền bóng đá Việt Nam và châu Âu. Huỳnh Như chia sẻ, khi chơi ở Bồ Đào Nha, điều quan trọng nhất mà tôi rút ra là phải tự tin, vì nếu không tự tin, chúng ta sẽ bị các đối thủ to cao uy hiếp tinh thần ngay. Họ đã quyết liệt, máu lửa ngay từ khi tập, thậm chí còn quyết liệt hơn cả thi đấu. Bản thân tôi, nếu không tự tin, sẽ không thuyết phục được huấn luyện viên. Cũng trong buổi phỏng vấn, Huỳnh Như tiết lộ thêm rằng các cầu thủ châu Âu không phải quá vượt trội so với Việt Nam. Họ cũng có những hạn chế và nếu chúng ta khai thác những điều đó, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể thắng trong kỳ World Cup nữ sắp tới. Huỳnh Như nói thêm, ở Lanh, tôi đã quen với việc phải đối mặt với những cầu thủ có thể hình tốt, nên khi về Việt Nam, tôi không gặp nhiều khó khăn để bắt nhịp với toàn đội. Đó là lý do chúng tôi có những màn trình diễn tốt tại SEA Games vừa qua. Tôi nghĩ cầu thủ Việt Nam thông minh và có kỹ thuật tốt. Điều chúng tôi cần là phát huy sự tự tin. Các cầu thủ châu Âu cao to nhưng xoay trở chậm. Bản thân tôi chơi tốt thì tôi nghĩ các cầu thủ khác trong đội cũng có thể chơi tốt. Tôi tin tuyển nữ Việt Nam sẽ có một kỳ World Cup thành công. Các đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Trong số này, Mỹ đang là đương kim vô địch, còn Hà Lan là đương kim á quân của World Cup nữ. Trong khi đó, Bồ Đào Nha không phải đội tuyển quá mạnh tại châu Âu. Họ đang đứng hạng 21 thế giới, còn Việt Nam đứng thứ 33. Bồ Đào Nha để tới World Cup năm nay đã phải đá tranh vé playoff để tới được dự ngày hội bóng đá thế giới. Do đó, Bồ Đào Nha không phải cái tên quá đáng sợ. Bên cạnh đó, kinh nghiệm thi đấu tại Bồ Đào Nha một năm của Huỳnh Như cũng được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam thi đấu tốt trước đối thủ này. Đây là vòng chung kết World Cup nữ đầu tiên của Việt Nam. Vì thế, bất kỳ bàn thắng hay điểm số nào có được tại giải đấu cũng đều là dấu ấn lịch sử quan trọng và mang nhiều ý nghĩa. Đối với cá nhân Huỳnh Như, World Cup nữ 2023 sẽ là một cơ hội để cô chứng minh năng lực của mình cũng như tự giới thiệu bản thân với các câu lạc bộ trên thế giới. Ở mùa giải vừa qua, Huỳnh Như đã thi đấu ấn tượng cùng với Lanh FC. Cách đây 2 ngày, có thông tin cho rằng Huỳnh Như sẽ rời Lanh sau khi giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha hạ màn ngày 21 tháng 5. Được biết, hợp đồng giữa cô và Lanh FC ký kết năm 2022 kéo dài một mùa giải. Trong hợp đồng có điều khoản gia hạn thêm một mùa giải nữa. Ban lãnh đạo của Lanh FC đang chuẩn bị các thủ tục để kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một mùa giải với tiền đạo quê Trà Vinh. Thậm chí, Huỳnh Như sẽ được tăng mức lương từ 1.500 euro một tháng tại Lanh. Tuy nhiên, nếu Huỳnh Như thi đấu ấn tượng tại World Cup 2023, cô hoàn toàn có thể nhận được những lời đề nghị khác. Pep còn lâu mới chia tay với Man City. Pep Guardiola dẫn dắt Man City từ hè 2016. Mùa này, ông đang cùng các học trò tiến gần tới cú ăn ba lịch sử. Man City của Guardiola đã vô địch giải Ngoại hạng Anh, sẽ gặp Manchester United tại chung kết cúp FA vào ngày 3 tháng 6 và gặp Inter ở chung kết cúp C1 vào ngày 10 tháng 6 này. Nhiều chuyên gia cho rằng đây có thể là mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp của Guardiola từ khi ông rời Barca và Pep có thể lựa chọn ra đi trên đỉnh cao. Nhưng huấn luyện viên người Catalonia khẳng định dù Man City có ăn ba, ông vẫn tiếp tục ở lại sân Etihad. Guardiola là một trong những huấn luyện viên giỏi của bóng đá thế giới. Ông không ngừng hoàn thiện và nâng cấp chiến thuật của mình. Tuy nhiên, phải công bằng mà nói, chiến thuật của ông rất kén cầu thủ. Không phải ai cũng có thể đáp ứng được yêu cầu của huấn luyện viên người Tây Ban Nha. Khi giành thành công tại Barcelona, huấn luyện viên Pep Guardiola có trong tay một dàn cầu thủ đẳng cấp thế giới mà nổi bật nhất là Lionel Messi. Khi tới Bayern Munich hay Man City, huấn luyện viên 52 tuổi luôn có được những cầu thủ mình mong muốn trên thị trường chuyển nhượng. Có thể thấy rằng Pep Guardiola giỏi và ông cần những con người đặc biệt để vận hành hệ thống của mình. Nếu Guardiola rời Man City, ông rất khó để lựa chọn một câu lạc bộ nào khác giàu sức mạnh tài chính để đáp ứng những yêu cầu về nhân sự. Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus là những đội bóng thường mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng những năm gần đây. Tuy nhiên, Pep Guardiola đã nhận mình là một cu lê nên không thể đến Real Madrid. Trong khi đó, Juventus đang gặp nhiều rắc rối liên quan tới minh bạch tài chính. Cái tên duy nhất đủ sức làm điều tương tự Man City và Pep Guardiola chưa từng làm việc là Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, vấn đề nội bộ tại phòng thay đồ ở đây là điều khiến
khiến rất nhiều huấn luyện viên trên thế giới e ngại. Nên nhớ rằng Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino hay ngay cả huấn luyện viên nội Galtier hiện tại cũng đang rất đau đầu để giữ cho phòng thay đổi tại đây không dậy sóng. Pep Guardiola là một người rất nghiêm khắc. Ông có những yêu cầu không chỉ về kỹ năng chuyên môn mà còn cả về thái độ và cách ứng xử ngoài sân cỏ. Hãy nhìn cách Guardiola quyết liệt loại bỏ Joao Cancelo thì sẽ thấy được điều này. Vì thế, một nơi ồn ào như Paris Saint-Germain chưa chắc đã khiến Guardiola cảm thấy hứng thú. Tiếp tục ở lại Man City là quyết định đúng đắn với Pep Guardiola. Thậm chí, ông cũng có thể nghĩ tới việc gắn bó 27 năm với Man City giống như cách Sir Alex đã làm với Man United. Chẳng điều gì có thể ngăn cản điều này trở thành sự thật. Guardiola sẽ giúp Man City có thể vĩ đại hơn cả người hàng xóm của mình, nên họ chắc chắn không muốn chia tay huấn luyện viên người Tây Ban Nha. Ở chiều ngược lại, Man City mang tới cho Pep Guardiola những điều cần thiết để không ngừng phát triển bóng đá của mình. Cả hai đã và đang đạt được những thành tựu lớn trong bóng đá, nên lời chia tay chắc phải rất lâu nữa mới được nói ra. Cựu huấn luyện viên Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan có thể làm giám đốc kỹ thuật của Indonesia. Chan Thairat đưa tin ngày 23 tháng 5 có thông tin cho rằng ông Akira Nishino, cựu huấn luyện viên của đội tuyển Thái Lan, sẽ nhận ghế giám đốc kỹ thuật mới của Liên đoàn bóng đá Indonesia. Trước đó, người giữ vị trí này là ông Indra Sijafri, huấn luyện viên trưởng của đội U22 Indonesia giành huy chương vàng SEA Games 32. Ông Sijafri sẽ tiếp tục dẫn dắt U23 Indonesia tham dự các giải đấu quan trọng cấp độ châu lục như ASEAN 19 hay vòng loại giải U23 châu Á. Chính vì vậy, Liên đoàn bóng đá Indonesia cần một người nắm giữ vị trí mà huấn luyện viên Indra Sijafri để lại. Ông Akira Nishino không phải cái tên xa lạ với Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Huấn luyện viên Nishino đã từng giúp đội tuyển Nhật Bản vượt qua vòng bảng World Cup 2018. Sau đó, ông lại lời dẫn dắt đội tuyển Thái Lan nhưng không gặt hái được thành công. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Indonesia và Hiệp hội bóng đá Nhật Bản đã ký kết hợp tác quan trọng trong thời gian tới. Việc hỗ trợ về nhân sự quản lý cấp cao cũng được nhắc đến như một phần không thể thiếu. Chính vì thế, huấn luyện viên Akira Nishino có thể là cái tên để nhắm tới. Indonesia sẽ là đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup 2023. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 1 năm 2024. Indonesia trong thời gian qua đã tập trung phát triển đào tạo trẻ, đồng thời tiến hành nhập tịch cho nhiều cầu thủ. Cách đây không lâu, họ đã nhập tịch hai cầu thủ người Hà Lan đang thi đấu tại đây là Rafael Schuit và Iva Jenner. Chủ tịch Erik Thohir của Liên đoàn bóng đá Indonesia cho biết hai cầu thủ này đã sẵn sàng khoác áo đội tuyển Indonesia. Vì thế, Indonesia tại Asian Cup 2023 sẽ là đối thủ không hề dễ chịu với đội tuyển Việt Nam.